Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách Trân Trở Sáng Tạo. Bài đọc ca dao về tình yêu thương. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Ca dao về tình yêu thương. Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, 9 tháng cưu mang. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, kể sao cho bỏ những ngày ước ao. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Ca dao Việt Nam. Chú thích và giải nghĩa vui vầy, vui cùng nhau trong cảnh đầm ấm hòa thuận. Dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. 1. Tìm trong bài những câu ca dao là lời khuyên. Ghi nhớ công ơn cha mẹ thầy cô, hòa thuận yêu thương anh chị em, yêu thương con người, nhớ đến cội nguồn. Trước hết là các em tìm trong bài những câu ca dao. Ghi nhớ công ơn cha mẹ thầy cô. Ghi nhớ công ơn cha mẹ. Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, 9 tháng cưu mang. Ghi nhớ công ơn cha mẹ thầy cô. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, kể sao cho bỏ những ngày ước ao. Như vậy câu ca dao 1 và câu ca dao 2 là ghi nhớ công ơn cha mẹ thầy cô. Rồi các em tìm trong bài những câu ca dao thể hiện hòa thuận yêu thương anh chị em. Đó chính là câu ca dao 3. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Những câu ca dao thể hiện yêu thương con người, đó là câu 4. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Câu ca dao thể hiện nhớ đến cội nguồn, đó chính là câu 5. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Rồi cụ thể, ghi nhớ công ơn cha mẹ thầy cô là câu 1, câu 2. Hòa thuận yêu thương anh chị em là câu 3. Yêu thương con người là câu 4. Nhớ đến cội nguồn là câu 5. Câu 2. Những hình ảnh nào trong câu ca dao 1 và 2 nói lên công ơn của cha mẹ thầy cô? Những hình ảnh nói lên công ơn của cha mẹ thầy cô là: ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, 9 tháng cưu mang. Rồi đây là những hình ảnh nói lên công lao của cha mẹ. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, kể sao cho bỏ những ngày ước ao. Nói lên công lao của cha mẹ thầy cô là cơm cha áo mẹ chữ thầy. Như vậy hình ảnh nói lên công ơn của cha mẹ là công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, 9 tháng cưu mang. Hình ảnh nói lên công ơn của cha mẹ thầy cô là ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này, cơm cha áo mẹ chữ thầy. Rồi tiếp theo là câu 3. Trong câu ca dao 3, anh chị em được so sánh với hình ảnh nào? Cách so sánh ấy có gì hay? Trong câu 3. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Thì anh em được so sánh như là tay với chân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.
Trong câu ca dao ba, anh chị em được so sánh như tay với chân. Tay và chân là hai bộ phận của con người, hỗ trợ cho nhau. Anh em trong một gia đình cũng vậy, đều cùng cha mẹ sinh ra, đều sống chung trong một mái nhà, cùng lớn lên, có quan hệ tình cảm gắn bó, khăng khít với nhau. Anh em giúp nhau. Mối quan hệ đó giống như mối quan hệ giữa tay và chân. Câu 4 là các em kể 2 đến 3 việc làm phù hợp với lời khuyên ở câu ca dao 4 hoặc 5. Câu ca dao 4 là: Bầu ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Câu ca dao 5 là: Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Rồi như vậy là việc làm phù hợp với lời khuyên ở câu ca dao 4. Bầu ơi thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Thầy giáo ví dụ: Em và Hải tuy không phải là anh em ruột thịt, nhưng chúng em học chung trường, chung lớp và chơi với nhau rất thân. Chúng em thường giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Không phải là anh em ruột thịt nhưng chung trường, chung lớp. Có nghĩa là tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Một ví dụ khác, em cùng các bạn trong lớp tham gia hoạt động quyên góp quần áo, sách vở, ủng hộ giúp đỡ các bạn nhỏ miền Trung bị lũ lụt, thiên tai. Việc làm phù hợp với lời khuyên ở câu ca dao 5. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Thầy giáo ví dụ như là ngày 10 tháng 3 âm lịch vừa rồi, bố mẹ đưa em đến thăm đền Hùng để giúp em tìm hiểu và tưởng nhớ về cội nguồn tổ tông. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.